Xin chào các bác xem kênh Hải Phòng RV. Hôm nay thì em sẽ tiếp tục cập nhật cho bác giá thành TV, dòng TV 75 inch của các hãng như là Samsung, Sony, LG hay TCL có giá bán như thế nào trong dịp ngày mùng 2 tháng 9 này để các bác tham khảo mua hàng. Bác nào mà muốn mua hàng bên em hay muốn bên em tư vấn trực tiếp, các bác đừng quên gọi về số tổng đài đó là 0974 178586. Hoặc là các bác có thể vào website bên em để tham khảo giá. Website sẽ là eco-mart.vn. Bác nào mua của em thì cũng đừng quên cho em xin một đăng ký kênh, một like và nhấn chuông thông báo để nhận thông báo ra những video mới nhất hàng ngày từ kênh của em. Thì sau đây em sẽ bắt đầu vào video mới trong ngày hôm nay để cập nhật giá TV trong dịp ngày mùng 2 tháng 9 để các bác tham khảo mua hàng. Đầu tiên thì em sẽ quay từ dòng TV của Samsung, sau đó chuyển sang LG, TCL và Sony để cập nhật cho các bác. Mẫu 75 inch của Samsung đầu tiên sẽ là mẫu 75AU7007. Mẫu này là mẫu TV giá thành rẻ nhất hiện tại của Samsung đang bán bên em, size 75 inch. Màn hình độ phân giải là 4K, tần số quét là 60, công nghệ nét viền và tấm nền VA. Âm thanh thì có tổng công suất là 20W, thiết kế viền mỏng chân đế để hai bên. Độ rộng của mẫu màn hình 75 inch thì rơi vào 1m67 và các bác nên xem từ khoảng cách từ 3m rưỡi đến 4m đổ ra. Dòng 75AU7007 này thì hàng mẫu năm 2021 và sản xuất mới trong năm 2023. Hàng mới nguyên hộp 100%, bảo hành là 2 năm. Về mức giá thì dòng 75AU7007 này hiện tại đang bán bên em giá thành mà trừ hết quà sẽ còn là 17.710.000. Mẫu 75AU7007 này thì sẽ có cả tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt. Và trong ngày mùng 1 tháng 9 đến ngày mùng 4 tháng 9, 4 ngày chạy chương trình mùng 2 tháng 9 thì các bác mua hàng bên em sẽ được tặng thêm quà. Ngoài những dòng TV, dòng sản phẩm có giảm giá nhiều trên tờ rơi thì các cái mẫu TV khác không có trên tờ rơi. Các bác mua hàng bất kỳ hàng gì từ TV, tủ lạnh, máy giặt thì cứ hàng hóa trên 1 triệu rưỡi trở lên là sẽ được tặng thêm quà. Một phần quà nhỏ nhỏ để tặng thêm tri ân khách hàng. Bác nào mà mua dòng TV 75 inch này thì sẽ được tặng thêm quà và sẽ có hình thức là chọn quà. Nó có nhiều loại quà để tặng cho mẫu này thì các bác sẽ chọn một phần quà. Bác nào mà ở xa mà không đến trực tiếp được chọn quà thì bên em sẽ gọi điện video và bốc thăm bốc quà hộ các bác. Ví dụ như là dòng 75 inch này thì sẽ có một số phần quà như là bộ ấm trà gốm sứ, hoặc là bộ ấm trà hoa văn chạm nổi, hoặc là bộ nồi 3 chiếc 3 đáy, chảo chống dính, chân hè cao cấp, nước giặt Ariel, hoặc là nước giặt Omomatic 2,8 cân, bộ cốc Osen. Thì một số những dòng quà như vậy thì các bác sẽ chọn một trong những cái phần quà như vậy. Và nếu bác nào mà đến tận nơi được thì các bác tự tay chọn. Còn nếu mà không thì bên em sẽ gọi điện video cho các bác và em bốc hộ các bác. May mắn thôi thì sẽ được một phần quà tặng thêm kèm theo cho dòng 75 inch này. Mẫu TV 75AU7007 17.710.000, có cả tìm kiếm thông báo bằng tiếng Việt. Đây là dòng TV giá rẻ nhất của Samsung size 75 inch. Qua dòng này thì sẽ là dòng 75BU8000. Đây cũng là cái mẫu TV mà có giảm giá nhiều bên em và giá thành rất là tốt hiện nay. Dòng 75BU8000 thì màn hình nó sẽ đẹp hơn so với cả AU7007, thiết kế mới hơn, đời ra mắt năm 2022 cũng là cao cấp hơn so với cả AU7007. Có cả tìm kiếm giọng nói tiếng Việt và điều khiển sạc pin năng lượng mặt trời. Mẫu này thì màn hình độ phân giải 4K, tần số quét là 60, công nghệ nét viền và tấm nền VA. Thiết kế dòng này thì sẽ mỏng hơn so với cả AU7007 này. Điều khiển của nó thì sẽ có thêm điều khiển sạc pin năng lượng mặt trời này. Và cái giải màu của TV nó cũng sẽ đẹp hơn so với cả AU7007. Về giá thành thì dòng 75BU8000 này hiện tại đang bán giá chi tiết quà sẽ còn là 19.180. Như vậy nó sẽ chênh cao hơn so với cả 75AU7007 khoảng tầm 1.4 triệu. 1.4 triệu đó thì các bác sẽ được nâng cấp rất là nhiều thứ, từ thiết kế bên ngoài TV mỏng đẹp hơn này, có thêm cái điều khiển sạc pin này. Điều khiển sạc pin thì các bác sẽ không cần phải thay pin hàng tháng, bởi vì hết pin các bác lại sạc giống như là điện thoại, dùng rất là tiện. Thứ hai là cái màu sắc trên màn hình TV nó cũng sẽ đẹp hơn này. Và cái giao diện TV dùng nó cũng sẽ hiện đại hơn và nó dễ dùng hơn. Đây là giao diện TV mới của 75BU8000 này. Trong khi đó thì dòng AU7007 thì cái giao diện nó sẽ chỉ có một giải ở dưới này thôi. Đây là hai cái giao diện hoàn toàn khác nhau. Mặc dù đều là hệ điều hành Tizen của Samsung nhưng mà giao diện nó khác nhau.
cách nhau chênh nhau khoảng là 1,4 triệu thôi. Và cái mẫu BU8000 này thì cũng sẽ được tặng thêm một phần quà các bác nhé. Các cái mẫu TV 75 inch mà em quay trong video này thì đều được tặng quà. Các bác yên tâm là khi mà mua hàng bên em trong ngày mùng 1 tháng 9 đến ngày mùng 4 tháng 9 thì đều được tặng thêm một phần quà nhỏ các bác bốc thăm. Bởi vì những cái mẫu TV này thì sẽ không có trên tờ rơi. Những cái dòng TV mà có chạy chương trình tờ rơi này hay là chạy chương trình đổi cũ lấy mới thì sẽ không được tặng thêm quà. Mà những cái mẫu TV mà không có trên tờ rơi thì sẽ được tặng thêm quà. Các cái dòng TV 75 inch em quay trong video này thì đều được tặng quà. Các bạn yên tâm như vậy. Trong ngày mùng 1 tháng 9 và ngày mùng 4 tháng 9, 4 ngày. Qua dòng 75BU8000 thì em chuyển lên mẫu TV cao hơn một chút. Đó là 75Q60B. 75Q60B, dòng TV QS của Samsung. Màn hình QS thì màn hình có công nghệ quantum dot, có thêm lớp chấm lượng tử giúp cho màn hình đẹp hơn. Rồi độ tương phản cao hơn so với cả mẫu 4K thường. Dòng 75Q60B này thì có thiết kế viền mỏng và chân đế để chính giữa. Độ rộng màn hình của nó vẫn là 1m67. Màn hình độ phân giải 4K, tần số quét là 60, công nghệ nét viền 2 màu và tấm nền VA. Âm thanh thì có tổng công suất là 20W và nó sẽ có hỗ trợ Dolby Atmos, âm thanh cực động OTS. Có tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt và điều khiển sạc pin. Giao diện cũng là giao diện mới của Samsung, giao diện Tizen mới trong năm 2022. Về mức giá thì hiện tại cái mẫu 75Q60B này đang bán giá thành chưa hết quà bên em sẽ là 22.320.000. Bảo hành sẽ là 2 năm chính hãng tại nhà và hỗ trợ một đổi một trong vòng 30 ngày đầu tiên. Hàng mới sản xuất trong năm 2023. Và mẫu này cũng sẽ được tặng thêm một phần quà nếu các bác mua hàng trong ngày mùng 1 tháng 9 đến ngày mùng 4 tháng 9 là 4 ngày. Tặng thêm một phần quà. Và em nhắc lại nếu như các bác nào mà ở xa không tới siêu thị mà nhận được ấy, thì em sẽ gọi điện video và cho bác xem thực tế và em sẽ bốc hộ các bác. Thì cũng là may mắn thôi, sẽ vào một trong những cái phần quà được tặng thì sẽ có một phần quà, chắc chắn là sẽ có quà tặng nhưng mà vào cái quà gì thôi. Thì đây là cái mẫu 75Q60B của Samsung. Như vậy cái dòng TV 75 inch mà giá tốt của Samsung thì hiện tại bên em sẽ còn 3 mẫu, đó là 75AU7700 này, 75BU8000 và 75Q60B. 3 mẫu TV 75 inch size to giá tốt của Samsung. Ngoài ra thì sẽ còn những dòng TV đời cao hơn, 75 của những cái mẫu TV đời 2023 cũng đều có hàng. Bác nào muốn tham khảo những dòng TV đời cao hơn các bác có thể để lại bình luận dưới video thì em sẽ trả lời các bác dưới phần bình luận. Qua dòng Samsung thì em chuyển sang dòng TV của LG. Mẫu LG thì hiện tại bên em đang còn cái mã 75UQ8000, dòng 4K của LG. 75UQ8000, thiết kế là viền mỏng, viền nhựa và chân đế để hai bên. Hàng nhập khẩu chính hãng tại Indonesia, bảo hành là 2 năm chính hãng tại nhà. Màn hình độ phân giải là 4K, tần số quét là 60, công nghệ nét nền Direct và tấm nền IPS. Âm thanh thì có tổng công suất là 20W. Có cả tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt và điều khiển chuột bay Magic Remote. Mẫu 75UQ8000 này thì hiện tại bên em đang bán giá mà trừ hết quà sẽ còn là 18.400.000, bảo hành sẽ là 2 năm. Hàng mới nguyên hộp 100%. Dòng TV 75 inch của LG. Có đầy đủ tính năng tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt và điều khiển chuột bay Magic Remote. Chân đế thì để hai bên. Và mẫu này thì cũng sẽ được tặng thêm một phần quà. Các bác mua hàng từ ngày mai, là từ ngày mùng 1 tháng 9 đến ngày mùng 4 tháng 9 là sẽ đều được tặng thêm một phần quà. Đây là cái mẫu TV 75 inch của LG 75UQ8000. Nếu bác nào mà muốn tham khảo thêm những dòng TV đời cao hơn của LG, các bác cứ để bình luận dưới video thì em cũng sẽ trả lời các bác ở dưới phần bình luận. Qua dòng TV của LG thì em đã chuyển sang dòng TV của TCL, dòng TV 75 inch giá thành rất là tốt, hiện tại đang bán bên em. Về dòng TV của TCL 75 inch thì hiện tại bên đang có dòng TV giá tốt là 75P638. Mẫu này thì màn hình độ phân giải là 4K, tần số quét là 60, công nghệ nét nền Direct và tấm nền VA. Âm thanh thì có tổng công suất là 20W, cũng có hỗ trợ cả Dolby Atmos. Dòng này thì sử dụng Google TV, có cả tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt. Đây, các bác có thể thấy cái mẫu 75P638 của TCL này. Sử dụng Google TV cho nên là sẽ có đầy đủ hết tất cả ứng dụng như là Netflix, YouTube này, FPT, Clip TV, Vion, VTV Go,
đều có thể tải được về trên cái mẫu TV này. Có cả tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt, dòng 75P638. Mẫu này thì hiện tại BMW đang bán giá thành chưa hết quà sẽ còn là 13 triệu 310 nghìn. Bảo hành sẽ là 2 năm chính hãng tại nhà và hỗ trợ 1 đổi 1 trong vòng 3 ngày đầu tiên. Hàng sản xuất tại Việt Nam. Việt Nam sản xuất mẫu 75P638 của TCL. Thiết kế bên ngoài viền mỏng, viền bằng kim loại, chân đế thì để hai bên. Độ rộng màn hình thì nó vẫn là 1m67. Và các bác mua hàng trong ngày mùng 1 đến ngày mùng 4 tháng 9, mẫu này thì vẫn được tặng thêm một phần quà nữa các bác nhé. Mẫu TV của TCL 75 inch. Hiện tại thì với cái mẫu TV 75 inch giá rẻ thì cái mẫu này đang là rẻ nhất rồi, 13 triệu 310 tại bên em. Qua dòng TV của TCL thì sau đây em sẽ chuyển sang dòng 75 inch của Sony để cập nhật cho các bác. Ở dòng TV của Sony, mẫu size 75 inch, các cái mẫu TV đời 2022 giá tốt thì hiện tại bên em sẽ còn dòng 75X85K. Mẫu này thì màn hình độ phân giải là 4K, tần số quét là 120, công nghệ nét nền Direct và tấm nền VA, âm thanh thì có tổng công suất là 20W, có hỗ trợ cả đối mặt mốt. Mẫu này thì sẽ có tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt và điều khiển giọng nói rảnh tay, sử dụng Google TV, OK Google, mở YouTube. Đấy là tính năng tìm kiếm giọng nói rảnh tay trên mẫu TV của Sony các bác nhé. Các bác có thể thao tác trực tiếp với TV, nói chuyện với TV và mở ứng dụng này, tìm kiếm video, tìm kiếm nhạc, tìm kiếm phim trên YouTube đều được. Mẫu này thì thiết kế viền mỏng ba cạnh, viền bằng nhựa và chân đế để hai bên. Hàng nhập khẩu chính hãng tại Malaysia của Sony. Hiện tại về mức giá thì mẫu 75X85K đang bán bên em giá trừ hết quà sẽ còn là 29.400. 29.400, bảo hành là 2 năm chính hãng tại nhà. Các cái mẫu đời 2022 của Sony size 75 inch thì hiện tại duy nhất em sẽ còn mẫu 75X85K thôi. Dòng TV 75 inch màn hình 120Hz giá rẻ nhất của Sony. Các cái mẫu khác thì đã hết hàng rồi. Và nếu như trong khoảng giá tầm 29 triệu thì các bác cũng có thể tham khảo thêm dòng đời 2023. Bên em sẽ có cái mẫu 75X80R. 75X80R đời 2023 của Sony. Mẫu này thì màn hình độ phân giải là 4K, tần số quét 60, công nghệ nét nền và tấm nền VA. Âm thanh thì cũng có hỗ trợ đối mặt mốt, âm thanh tổng công suất là 20W. Và mẫu này thì có bộ nhớ trong lên tới 32GB. Đời mới của Sony dòng X80R 75 inch. Mẫu này thì cũng sẽ có tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt và điều khiển giọng nói rảnh tay, sử dụng công nghệ OK Google ấy. Các bác có thể điều khiển được TV. Về mức giá thì dòng 75X80R đang bán giá trừ hết quà sẽ còn là 28.390. Giá nó sẽ rẻ hơn 1 triệu so với cả dòng 85K đời 22, nhưng mà về cấu hình của TV thì mẫu 85K nó vẫn sẽ cao hơn. Màn hình tần số quét 120 thì giúp các bác xem thể thao, xem phim chuyển động nhanh nó mượt hơn so với cả tần số quét 60. Dòng 80R của Sony thì cũng là cái mẫu mà nhập khẩu tại Malaysia, hàng bảo hành sẽ là 2 năm chính hãng tại nhà và nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia các bác nhé. Đây có hai cái mẫu 75 inch giá thành tốt để các bác tham khảo mua hàng. Và hai cái mẫu TV của Sony này thì các bác mua trong ngày mùng 1 tháng 9 đến ngày mùng 4 tháng 9 thì cũng sẽ được tặng thêm một phần quà. Các bác nào mà ở xa nếu như mà không đến mua trực tiếp được thì bên em cũng sẽ vẫn gọi điện video để bốc thăm bốc quà cho các bác và gửi về cùng với cả hàng. Các bác yên tâm. Ở trên đây là cái video mà cập nhật những cái mẫu TV 75 inch giá tốt hiện tại bên em đang bán của các hãng như Samsung, Sony, LG hay TCL. Bác nào mà muốn tham khảo, các bác nào mà muốn mua hàng bên em, các bác có thể gọi về số tổng đài 0974178586 thì bên em sẽ bán hàng tư vấn chi tiết cho các bác. Video đến đây cũng xin kết thúc. Rất cảm ơn các bác đã xem hết video. Bác nào mà thấy video hay, có ích thì đừng quên cho em xin một đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi và ủng hộ em ở những video sau. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau.